những ngọn núi cánh rừng Vương quốc Campuchia. Lật dở ký ức từ những mùa chinh chiến cũ. Rồi có Kham Chi ơi, nó mới vừa dính sương rồi chú ơi. Đây, dính sương sườn nè. K-91 đưa đồng đội về với quê mình. Hành trình nghĩa tình, hành trình ký ức. Chúng tôi, những người lính của thời bình, thuộc đội K-91, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, rất nhiều lần đến với vùng đất Campuchia với một nghĩa vụ thiêng liêng, tìm kiếm và quy tập hài cốt chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam và chiến sĩ đã hy sinh qua các thời kỳ. Việc tìm kiếm này thực hiện theo hiệp định giữa hai chính phủ Việt Nam-Campuchia ký ngày 28 tháng 8 năm 2000 tại thủ đô Phnom Penh và được cụ thể hóa bằng biên bản thỏa thuận của các tỉnh. Xã Chưa Cách, huyện Ba Phnom, tỉnh Prey Veng, mùa khô năm 2022. Địa điểm được người dân chỉ là một gò táo gai rừng. Chúng tôi đang dạch đất để tìm hài cốt đồng đội. Cái nắng của vùng đất gò cao Campuchia không ngăn nổi quyết tâm của đội. Một buổi trôi qua, nhiều hào sâu được đào, nhưng chưa phát hiện được gì. Xã này xã gì? Xã Chưa Cách. Các chỉ huy phải xác định lại bản đồ. Cái cụ này của mình à. Một cây 6, cây 7. Thì không tính cây 6, cây 7 nằm đâu. Dạ. Đã, hỏi anh nương gọi cái gò là cái gò gì đi cho nó. Lang được hàng này chưa cái. Lang này khlang. Tại anh ấy về tu khu. Sẹp bùn sẹp bay. Bà con địa phương lúc nào cũng ủng hộ của mình khi mình đào chỗ này. Cái người thông tin mình ban đầu thì chưa đúng, chưa ngay. Thì khi người ta qua xem mình làm á, thì người ta thấy như vậy, người ta cũng chỉ thêm, người ta không phải là chỗ này, phải chỗ kia. Đó thì cũng có sự giúp đỡ tận tình về phía bà con. Còn về mặt chính quyền địa phương thì cũng lúc nào cũng tạo mọi điều kiện tốt, á, thuận lợi cho mình. Những chỗ khác đào tìm 3-4 lần mới gặp, mà đào một lần 3-4 ngày. Lúc tôi đi chùa, đi đám tiệc, công việc, vô làng xóm cũng hỏi thêm thông tin. Hàng tuần thì chúng tôi chào cờ buổi sáng, quán triệt cán bộ chiến sĩ, quan tâm tìm hài cốt bộ đội Việt Nam trên địa bàn. Ngày mai, chúng tôi sẽ đến một địa điểm khác, cách xã Chưa Cách khoảng 10 cây số. Hy vọng sẽ tìm được các chú, các anh. Theo cái thông tin chú Lâm Hai cung cấp thì địa điểm này có hai mộ hài cốt hy sinh vào năm 71. Địa điểm này thì có cái cây mã tiền cũng tương đối là lớn. Trên cơ sở là trách nhiệm thì do cái địa hình này đã lâu rồi. Bồi đất nó hàng năm nó bồi đắp, cho nên hồi xưa mấy chú đào lên cỡ 3 lớp len thì khoảng 7-8 tấc đất, nhưng mà lâu ngày thì nó sẽ bồi đắp lên, cho nên là cái độ sâu đề nghị các phân đội khi chúng ta đào tìm thì cố gắng động viên anh em đào cái mức độ nó càng phải sâu hơn, cỡ chừng 1 mét, hơn 1 mét.
Chúng tôi chưa từng nằm gai nếm mật. Việc tìm kiếm này dĩ như tìm đọc từng trang sách thực về thế hệ cha anh mình, để hiểu, để thương và để tự hào. Địa điểm cây mã tiền mà chỉ huy nhắc là đây. Bạn xa tu nè, thay nè, còn tộc dân chân Việt Nam nữa, bàn tham một đầm bầy thôi cả chỉ còn ăn tiết thiệt dân chân Việt Nam. Đến bất cứ địa điểm nào, thiếu tá Sơn Chanh Đa, phiên dịch của đội, cũng thành tâm khấn vái với đất đai, thổ thần nước bạn. Bình chọn shop còn tộc Việt Nam để bàn lý chi vượt nước nửa tiền đi. Không hiểu sao mỗi lần nghe tiếng kêu của chiếc máy rà mìn giữa di dư tiếng gió, chúng tôi lại nhớ tới sự im lặng. Sự chờ đợi khiến nước mắt cạn khô và lời thương đã lẫn khuất vào lòng. Ngôi nhà của mẹ Nguyễn Thị Hứ chỉ cách biên giới một dòng sông, sông Sở Thượng, cũng từng chung dòng nước với bà con Campuchia. Vậy mà ròng rã nhiều năm sau chiến tranh, hài cốt chồng của mẹ còn nằm lại nơi nào phía bên kia biên giới. Sự im lặng xót xa mấy mươi năm trời đó nung nấu trong lòng chúng tôi một sức mạnh để tấm lòng và đôi tay thêm vững vàng. Đêm coi nó có một cục. Có nhiều đây hả? Đây cái sọ. Có rồi chú ơi. Ba. Có lấy nguyên cái bộ luôn. Bây giờ lấy miếng vải đắp lại. Đào đậm ra lấy người ta đo. Lấy nguyên hình luôn á. Chúng tôi nói Thượng Quý Nguyễn Văn Trị là thổ địa của đội bởi anh có thâm niên lâu nhất từ những ngày đầu mới thành lập năm 2001. Từ sự bỡ ngỡ, đây anh đã dạn dày kinh nghiệm. Bốc từng nắm đất, anh phân biệt được đâu là xương dụng, hòa đất thành tàn ông. Chỗ nào đào đất tơi xốp, nhẹ tay hơn xung quanh là chỗ có thể có hài cốt. Chú nằm nghiêng, còn chút vải áo, còn hộp sọ, còn xương cẳng chân. Và những mảnh ni lông gói buộc, những kỷ vật của bộ đội Việt Nam. Kinh nghiệm quý giá này được chia sẻ cho các chiến sĩ trẻ. Chiến sĩ Đinh Trung Dân, An Hiệp, Châu Thành, Đồng Tháp mới đi theo đội được một mùa. Anh là một trong những người phát hiện đầu tiên. Lúc em đào tìm thì có khoảng hơn nửa tiếng em mới tìm được. Thì em mong muốn đào tìm thấy mấy chú mấy bác. Ở huyện Pa Pa Đum này nè, là ngay chỗ tập thể tới 7 chú. Cái hình dáng mà cái xương mà khi mà sắp xếp mình phát hiện á, là hai chú tựa đầu vào nhau như vậy. Mà cái tư thế là tư thế ngồi. Thậm chí là nó có in vô trong cái cũng như cái vách, bởi vì hồi trước nói ở đó là cái giao thông hào và cái cũng như công sự chiến đấu. Có lần thì đào chúng mấy chú còn ni lông, còn di nịch, còn tăng võng. Mình nhìn đồ của bộ đội Việt Nam mình biết. Chúng tôi nâng niu từng mảnh hài cốt của các anh các chú ngày xưa, bởi hình hài này là của cha mẹ, của quê hương. Những người nằm xuống như vậy là mình mới có cuộc sống hôm nay. Mình nhớ lời, mình phải cố gắng tìm hơn để không phụ lòng. Nhưng đề hình thay đổi so với ngày xưa thì cách đây khoảng 10 năm thôi, đừng nói chi thời chiến tranh đó.
Thượng úy Nguyễn Văn Trị lần dở ký ức những ngày đầu theo đội hành quân đến đất bạn. Tiếng lá reo, tiếng nước chảy cũng làm nhớ nhà. Dòng nước này chảy về Đồng Tháp, quê hương chúng tôi. Dòng nước mang phù sa bồi đắp cho cả hai quốc gia ven sông Mekong để có những cánh đồng. Cánh đồng lẽ ra gợi về sự ấm no, về màu xanh cây cối. Nhưng cánh đồng cũng gợi trong lòng chúng tôi sự chết chóc. Như cánh đồng ở Campuchia này, cánh đồng chứa đựng tội ác của Khmer Đỏ. Ai đã từng thăm mới thấy cái lạnh ghê người của sự diệt chủng. Cũng vì vậy, rất nhiều chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã kề vai sát cánh chiến đấu để đem lại hòa bình cho đất bạn, và cũng để cứu chính nhân dân, chính quốc gia mình nơi cận kề chiến sự. Hay xa hơn nữa, những năm từ 1970 đến 1973, nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đang chiến đấu ác liệt để chống lại đoàn quân Viễn Chinh xâm lược. Bộ đội Việt Nam từ miền Bắc qua biên giới để xuôi về Nam đã bị giặc tập kích phải nằm lại, có khi tập trung, có khi rải rác trên những cánh đồng, khu rừng đất bạn. Nỗi khao khát hòa bình, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của các dân tộc bị áp bức đều giống nhau. Chúng tôi tìm lại người xưa với sự bồi hồi khó tả. Những hình ảnh này là của gần 20 năm trước trên vùng đất thuộc tỉnh Brayven. Hồi đó, các em học sinh cũng giúp chúng tôi tìm được một liệt sĩ quân tình nguyện. Anh nằm cạnh trường học, cạnh một đầm sen và ngôi chùa nhỏ có tên Ekarek. Tiếng Khmer có nghĩa là độc lập. Anh đã cận kề ngày độc lập. Đó chẳng phải là mơ ước cháy bỏng của người lính ngày xưa sao? Tiếc rằng anh đã ngã xuống, chẳng ai biết tên, cũng giống như hàng ngàn liệt sĩ chúng tôi tìm được chưa tường danh tính. Một người từng chứng kiến trận đánh chỉ cho chúng tôi nơi chôn ba bộ hài cốt, hai chiến sĩ Việt Nam và một du kích Campuchia. Người đến nằm lại đây hẳn là lúc ra đi nghèo lắm, bởi chúng tôi tìm thấy trên quần áo anh dấu vết của một miếng giá. Miếng giá đã âm thầm sống cùng anh dưới ấy bao nhiêu năm. Có lúc chúng tôi tìm được hai đầu đạn của Mỹ vẫn còn nằm trong hài cốt liệt sĩ. Ngậm ngùi trong lòng đất là cuộc đấu tranh của súng đạn và xương thịt con người. Hình hài của các chú các anh đã tạc vào đất, đất của phù sa, tạc vào lòng dân Campuchia. Dù hồi mới thành lập đội 20 năm trước hay bây giờ, thì chính những người dân Campuchia cung cấp rất nhiều thông tin cho chúng tôi. Bởi cái nghĩa với Việt Nam, với những người bộ đội chiến sĩ tình nguyện từng kề vai sát cánh với nhân dân mình. Chu Lâm Hay hồi năm 1971 từng ở cùng bộ đội Việt Nam, từng chứng kiến những trận đánh của bộ đội Việt Nam và lính của chính quyền Sài Gòn. Rong ruổi khắp các cánh đồng làm nghề chăn nuôi, chú giúp đội K-91 tìm hơn 100 bộ hài cốt liệt sĩ. Bộ đội Việt Nam rất giỏi và rất tốt, giúp chúng tôi nhiều lắm. Khi giúp được các anh tìm hài cốt mang về quê hương, tôi thấy trong lòng rất vui. Đặc biệt, có một người chúng tôi không thể nào quên, đó là chú Huỳnh Xuân Hưng, còn gọi là chú Chính Hơn, sống ở huyện Kampong Tà Bét,
chú có 1/4 dòng máu người Việt, từng là chiến sĩ vận tải của bộ đội Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ. Nay chú ở lại Campuchia làm nghề buôn bán. Khi hay tin những người lính K-91 đến tìm hài cốt đồng đội, chú không quản đường xa, tìm chỉ chúng tôi hết cánh đồng này đến khu rừng khác. 20 năm, chú giúp tìm khoảng hơn 300 liệt sĩ mà không nhận bất cứ món tiền xăng xe nào. Có khi đội ở địa bàn khác, chú cũng tìm tới để uống chung trà, ăn vài miếng lương khô và chia sẻ cho chúng tôi những món ăn của gia đình chú. Có lẽ trong thẳm sâu, người cựu quân nhân hơn 80 tuổi này muốn đi trên dấu xưa của đồng đội mình một cách lặng thầm, trả cái nghĩa với con người, với núi sông đất Việt. Tôi biết rồi, sao chỗ nào nào không biết, tôi hỏi dân này, hỏi dân Campuchia này này, và tôi tại đây hồi đó tôi đổ quân tại đường gì là mình vánh là chết mấy gì rồi khiêng về trốn chỗ nào tôi biết, mình lấy về nước để chỗ nghĩa trang là vậy, là đi này là cũng tiếp, là cũng đòi là tiếp của nhà nước. Chú Chính hơn cũng như chúng tôi đào xới khu đất, như sớ cả nỗi lòng của một dân tộc từng hứng chịu bom đạn chiến tranh. Đào sớ đất đai cây cỏ không khó như đào sớ ký ức. Bởi vậy, có khi sớ cả cánh đồng suốt 3 tuần lễ với diện tích hàng ngàn mét vuông cũng đành về không. Hoặc đào được không phải là hài cốt của bộ đội Việt Nam. Các cảm giác rây rứt của những lần tìm không thấy các anh khiến đường về ai cũng buồn hoang mát. Nhưng cả phía đội và phía bạn không nản lòng, kiên trì với công việc nghĩa tình đã làm suốt hơn 20 năm nay. Những cuộc viếng thăm thường xuyên của chỉ huy tiểu khu quân sự phía bạn an ủi chúng tôi rất nhiều. Chấp đi bắt đầu dừng thua ca thả ca sao chiều rụng rộng. Thời loạn lạc, người hy sinh, khi chôn cất thường giấu, không để ai biết, bí mật chung là vậy. Hôm nay gặp khó khăn là địa hình thay đổi, đất nước có sự phát triển, phá rừng, phá gò làm ruộng. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ vì các chú hy sinh xương máu cho quê hương, cho đất nước của chúng tôi. Quân đội Việt Nam, Campuchia luôn sát cánh bên nhau. Thiếu tá Sơn Chanh Đa lại xin phép được đào xới khu đất này một cách tôn trọng phong tục của nước bạn. Thì tăng năng xong mò chích rộng ảnh thiết hiện tượng chọn Việt Nam để bàn lệ chí vật. Rồi có khám chí ơi! Đâu 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 đâu! Lấy giải lại chí ơi! Xương gì nào? Xương. Cầm xương. Em lấy mấy miếng này vô, Chung này chấn hợp với đây. Chú hay sao giờ xuống là thấy liền ta. Bên đây ngày tốt ngày đẹp. Xem chưa, em lỡ hết chưa, em lấy mở lên hai bên cho anh. Làm nhà hoặc là xây dựng cái công trình gì đó, người ta đào nó phát hiện người ta mới tập kết về một chỗ này. Trong quá trình vận chuyển để nguyên cái thì nó bị khó vận chuyển đấy, ta mới có gặp lại, gặp đôi lại. Là số nguyên giấy này là còn tăng giống nguyên còn hàng này. Từ mấy người? Dạ bao năm rồi. Nay sâu hơn quẩn hơn nửa nước liền. Sương đó. Đã qua đây nè. Đây, sương sườn nè. Theo dãy qua nè.
ha. Đây đây đây. Bỏ đây đi. Nó nằm trong, bỏ xuống cái không có đường kiếm luôn. Có bao nhiêu mệt nhọc từ buổi trưa hay là cái ngay ngủ buổi sáng đi chăng nữa thì mỗi lần tìm được chú là sự tỉnh táo nó tăng lên gần như 100%. Bình thường thì nó không rung, nhưng mà lúc này đang vui phấn khởi vì nó còn nguyên vẹn hình hài trong một cái gói gói võng của chú. Sự rung tay của buổi đầu với Hoàng Đinh và rung tay hôm nay khác nhau. Trước là lo lắng, nay thì là vui mừng khi chạm được một phần hài cốt của bộ đội. Khi mà đào được một có một bộ hài cốt á, thì tự nhiên tinh thần nó lên, mà nó không biết từ đâu, động lực từ đâu, rồi nó phấn khởi làm cũng không biết mệt. Khi mình chở qua tới cửa khẩu làm thủ tục xong chân là lên xe để máy chạy, xe chạy nói rồi các chú các bác ơi, là có nói ra bên ngoài luôn, chú bác ơi đã về tới Việt Nam an toàn. Khi mà được gặp được một bộ rồi, bắt đầu anh em nó dở rồi, giống như là mình buông hết cái nỗi cực khổ mình, nó sắp chút nó vui thì sao. Cái cảm nhận thì nói thật không thể nào tả được đâu. Một cái điều chắc chắn rằng đó là vô cùng to lớn, không thể cân đo đong đếm được. Bởi vì xương máu nếu không có các anh các chú như vậy thì không những là nhân dân bạn Campuchia mà còn cả ảnh hưởng tới Việt Nam mình nữa. Bản thân tôi nhiều khi nó cũng cái cảm xúc nó trào dâng, nó ngăn lên tới ngực. Nói thật, cái đó là sự thật. Chúng tôi giữ gìn gói ghém hài cốt các anh các chú bằng tất cả sự trân trọng, tình yêu thương của người lính thời bình với cha anh mình. Quê hương đang chờ, chúng ta sẽ về khi tìm thêm được nhiều chú nữa. Đây là những cái mẫu xương như là xương ống nguyễn, xương cẳng tay, xương sọ. Tất cả những cái phần này là đều nằm trong một cái gói ni lông gói buộc. Là rất là cảm xúc, tại vì chú là thông tin của chú đó là người cuối cùng ở trong cái đoàn hào để mà chấn giữ đoàn hào, anh để đồng chí đồng đội rời đi thì xe tăng lao vào, chú nằm dưới đó lại đó không đi được nữa, và nằm lại đó là đợi chúng em giống như là con cháu đến để tìm về thôi chứ không về được. Em cảm thấy là chú đã hy sinh cho tổ quốc mình rất nhiều, không chỉ cả tính mạng mà cả cái tinh thần anh dũng. Những mảnh xương ghi ngày chúng tôi tìm được ở gian rừng hay ruộng lúa mênh mông. Mẹ Việt Nam ơi, xin hãy an lòng, anh sẽ sống mãi với non sông gấm dốc. Xin dâng hương những linh hồn bất tử như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để đời sau còn nghiêng mình cúi đầu trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam. Về đây các anh ơi, hãy về đây, về nghe mẹ ru, về nghe em hát, về thăm nén hương ấm lòng các liệt sĩ. Đúng ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, trên đất bạn, chúng tôi hát tặng các chú, các anh những bài ca về tình yêu nước. Và cảm xúc với vài câu giọng cổ viết dội về đội K91, về trách nhiệm, tình nghĩa với người xưa. Lòng không khỏi bồi hồi, anh hài hậu đi trong lòng hai tổ
Hơn 20 năm, rất nhiều chuyến đi trong và ngoài nước tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Sau những cuộc tiễn đưa, lòng người lính không khỏi bồi hồi. Hơn 2.000 liệt sĩ đã về với quê nhà, được khói hương ấm áp. Trong đó, phần lớn là không xác định được danh tính. Chỉ có ít người biết được họ tên, địa chỉ, do người chỉ đường là đồng đội xưa. Con trai của mẹ Nguyễn Thị Hứ ở huyện Hồng Ngự mà chúng tôi đã kể, thắp hương cho cha mình, liệt sĩ Lê Bá Tý. Vậy là mẹ đã yên lòng, ánh mắt thôi đau đáu nhìn về bên kia biên giới. Chị Trần Thị Bon, em dâu của liệt sĩ Lê Văn Lâm ở xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, đến viếng anh thay người mẹ chồng đã khuất. Chị kể: được thì đây mừng lắm, mà năm nào mẹ cũng đi viếng mộ đi cúng, rồi tới chừng mẹ chết rồi cái mới tới người em thứ út đi, hai chồng đi đi cúng năm nào cũng đi. Ngày xưa cha anh ta đã trả giá cho hòa bình bằng máu xương, bằng những biệt ly tan tác của những tổ ấm. Hôm nay chúng tôi nguyện dốc hết công sức để từng ngày lật dở ký ức, đào xới tìm từng mảnh hài cốt hòa cùng đất để chá lành những vết thương. Chúng tôi tin rằng đất mẹ luôn bao dung, dù ở đâu đi nữa, những liệt sĩ khắp mọi miền tổ quốc đều là con của mẹ. Nên những gia đình Việt Nam hãy an lòng. Từ những đàn xóm thân yêu, các anh đã ra đi, hiến cuộc đời mình vì hòa bình, vì nghĩa lớn, vì sự đoàn kết, tương lai của các dân tộc bị áp bức. Chúng tôi khắc ghi ký ức về những ngày rong ruổi với đất đai cây cỏ, với những dáng người, với một phần thân thể của các anh ở độ tuổi còn xuân, nhiều ước mơ, hy vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm với cái nghĩa mãi mãi không thay đổi của con người, để những gia đình Việt Nam thôi khắc khoải. Và lòng chúng tôi mãi khắc ghi về những người anh hùng đã làm nên thế hệ trẻ hôm nay và làm nên lẽ sống của con người.